Xin chào anh em nha. Hôm nay mình về được một ít bình binh lithium 100 ampe nha. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em sơ qua về cái bình này nha. Đây, Trung Quốc nó đóng gói rất là kỹ nha. Bình này chấm nước luôn cho anh em luôn. Đi theo bình là có đầy đủ phụ kiện cho mình luôn nha. Đây, gồm một cò hay, một cái cò bốt, hai cái kẹp. Cái cục này thì mình cũng chưa biết nó là gồm cái gì nữa. Đây. Và một cái sạc bình nha. Đây. Một cái sạc bình đi kèm nha. Một cái đèn pin nha. Đây, rất là sáng nha. Một cái sạc đèn pin. Và một cái ba lô mang bình nha. Rất là đầy đủ. Cái dây này là để đeo pin nha. Đây, nó gói đáng gói rất là cẩn thận nha anh em. Đây. Thương hiệu độc quyền bên mình nha. Chỉ có bên mình mới có được cái thương hiệu này nha. Còn những nơi khác sẽ không có được cái thương hiệu này đâu nha. 12V 100A chống nước. Rất là gọn nhẹ nha. Bình này thì tầm 5kg nha anh em. Rất là hiện đại nha, cổ biến nha, cổ mứng. Đây, bình của nó báo in ra nha. Bình báo đây nha. Đây. Rồi. Đấy. Anh em nào cần mua ấy thì liên hệ cho mình nha. Đây, cái này là nó chống được nước nha anh em. Trời mưa anh em cứ mang đánh thoải mái thôi, không có vấn đề gì nha. Anh em nào đặt hàng ấy thì liên hệ theo số điện thoại đây cho mình nha. Anh em nào thấy hay thì cứ đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm tiếp theo bên mình nha. Mình về rất là nhiều sản phẩm rất là hấp dẫn nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Chào anh em nha.